Có một cái cách, có một cái mẹo đơn giản giúp các bạn có thể cài Windows 11 phiên bản 21.2 được nhanh hơn. Tức là các bạn có thể bỏ qua được bước cập nhật này. Các bạn thấy trên màn hình ha, là mình phải trải qua đến tất cả là đến 3 bước ở cái giai đoạn này, mà bây giờ mới chạy ở bước số 1 thôi. Nó để là step one of three nè. Đó. Thì mình nhận thấy là ở cái bước chạy cập nhật mà phải trải qua 3 bước này đó là nó rất là mất thời gian các bạn. Và cái mẹo đơn giản là trước khi các bạn bắt đầu cài Windows 11 phiên bản 4.2 thì các bạn hãy ngắt kết nối Wi-Fi nếu máy tính của các bạn là laptop. Còn nếu máy tính của các bạn là máy tính bàn thì các bạn hãy rút dây cáp mạng ra nha. Tức là các bạn phải ngắt kết nối Internet hoàn toàn trước khi các bạn bắt đầu cài Windows 11 phiên bản 4.2. Thì mình chắc chắn với các bạn rằng các bạn sẽ không phải trải qua cái bước cập nhật này. Bước cập nhật này đó thì không phải là mình bỏ qua đâu. Nếu mình ngắt kết nối Internet đó thì chẳng qua là mình không cập nhật ở bước này, để mình ưu tiên cho Windows 11 nó cài hoàn tất. Rồi sau đó khi mình cài hoàn tất Windows 11 đó thì khi mình gắn kết nối Internet ha, mình gắn dây cáp mạng vào máy tính hoặc là mình kết nối Wi-Fi cho máy tính đó, thì khi có Internet có mạng đó thì máy tính của mình nó sẽ tự động chạy cập nhật. Thì khi đó nó không phải lâu như thế này và mình không cần phải đợi lâu như thế này ha. Đó, các bạn thấy ở đây ha. Đó, nó chạy phần trăm ở bước thứ nhất nè. Mình đợi cũng khoảng vài phút rồi mà nó chỉ chạy được mới 77% thôi, mà chỉ mới được bước thứ nhất thôi. Thì nó phải trải qua 3 bước này đó thì mình mới tiếp tục các bước cài đặt Windows tiếp theo. Như mình đã nói các bạn đó, thì để quá trình cài Windows 11 được nhanh, không phải đợi lâu, không phải trải qua nhiều bước đợi lâu, thì mình khuyên các bạn là các bạn cần phải ngắt kết nối Internet và các bạn phải ngắt wifi cho laptop, hoặc là nếu máy bàn thì các bạn rút dây cáp mạng ra. Thì mình đã rút cáp mạng ra rồi, đây mình dùng máy bàn nên là các bạn thấy là nó hiện lên cái thông báo là let's connect you to network, nó bảo mình là hãy kết nối vào mạng. Đây nó để là not connected, các bạn thấy ha, chưa kết nối đó. Đó thì ở đây nó chỉ có hiện lên cái gì solution store driver, không phải nha các bạn bấm vào đây nó không có ra cái gì cả ha. Đó là càng phức tạp hơn, không ra gì đâu. Và bên dưới chỗ nút next tiếp theo này nó lại mờ, không bấm được. Thế thì các bạn đừng lo, các bạn đừng nghĩ là đến đây nó bế tắc đâu. Thì các bạn thấy nè, ở đây bấm quay lại cũng không có luôn. Đó, thì khi mà các bạn đã ngắt kết nối Internet, ngắt wifi cho máy tính như mình hướng dẫn các bạn, thì các bạn phải thì các bạn sẽ phải gặp cái bước này y như mình thế này ha. À, thì các bạn đừng có lo lắng gì cả ha. Mình hướng dẫn các bạn đây đương nhiên phải có cái mẹo, có cách cho các bạn hết rồi. Thì ở đây đó thì các bạn cần phải bấm cho mình tổ hợp hai phím, một ngón tay các bạn giữ phím Shift và ngón tay còn lại các bạn bấm F10. Đó, khi các bạn bấm tổ hợp phím Shift F10 thì nó sẽ hiện ra cửa sổ Command Run như thế này. Đó, đó các bạn thấy chưa, vẫn là cửa sổ Command Run. Và các bạn dùng chuột các bạn bấm vào cái nền của cửa sổ Command Run để nó có tác dụng nha. Tiếp theo các bạn gõ trên bàn phím cho mình dùng lệnh cực kỳ quan trọng, dùng lệnh là o b e. Rồi các bạn gõ tiếp cái dấu xiệt ngã về phía bên tay trái. Cái biểu tượng dấu xiệt ngã bên phía tay trái này đó là nó thường bố trí nó nằm ở phía trên cái phím Enter đó. À, đó, bạn gõ OBE rồi dấu xiệt ngã bên trái như thế này. Rồi tiếp theo các bạn gõ bypass NRO, cái dòng lệnh OBE xiệt bên tay trái rồi bypass NRO này đó mình có để ở ngay bên dưới phần mô tả video này. Các bạn có thể xem, các bạn gõ theo cho chính xác nha. Rồi tiếp theo sau khi gõ dòng lệnh OBE xuyệt ngã bên tay trái bypass NRO thế này thì mình sẽ bấm Enter. Đó thì tiếp theo máy tính của mình nó sẽ khởi động lại, để Just Moment nó khởi động lại đó. Rồi nó hiện lên Just Moment. Rồi ở đây Việt Nam mình đã chọn sẵn rồi, bấm Yes.
Tiếp theo nó hiện lên là Edit Array Key Boolean Out All Input Method, và nó chọn sẵn là US. Mình cũng bấm Yes để mình tiếp theo, tiếp tục. Rồi tiếp theo nó cũng hỏi mình là Want to add second keyboard layout. Mình cũng bấm Skip bỏ qua. Đến đây thì các bạn thấy nè, đó. Đến cái bước mà cái nối internet này, các bạn thấy là mình đã có thêm được sự lựa chọn là I don't have internet. Đó, rất quan trọng nha các bạn. Khi các bạn thấy được cái sự lựa chọn I don't have internet, có nghĩa là tôi không có internet á, thì tôi sẽ cài đặt không cần mạng đó. Nghĩa là vậy đó. Mình sẽ bấm vào chỗ I don't have internet này nha. Đó, các bạn thấy cái bước cài đặt thì chúng ta tiếp theo. Và tiếp theo mình sẽ bấm vào accept để mình chấp nhận các điều khoản của Microsoft. Accept. Rồi, thì tiếp theo đây mình sẽ đặt tên. Mình sẽ đặt tên tùy thích thôi. Đây mình sẽ đặt là siêu tốc PC. Đó, thì các bạn đặt tên gì cũng được. Thì các bạn ở đây mình đặt siêu tốc PC kênh YouTube của mình. À, rồi bấm next. Rồi, tiếp theo thì các bạn thấy nó hiện ra cái yêu cầu là choose privacy setting for your device. Hãy chọn các cài đặt cho cái máy tính của mình đó. Thì đây các bạn thấy nó hiện lên yes yes, nó chọn sẵn hết rồi nè. Thì mình khuyên các bạn á, các bạn hãy tắt hết đi, các bạn cho nó về no hết đi, no hết. No tắt hết. Để mình cài cho nó nhanh, không phải đợi lâu. Rồi, bấm accept. Đó. Đến đây là coi như quá trình cài đặt Windows 1 mới của mình nó đã hoàn tất đó các bạn. Đó, đó là bí quyết chia sẻ của mình ha, để giúp cho các bạn có thể cài Windows 11 phiên bản 2 được nhanh hơn, rút ngắn thời gian, tiết kiệm thời gian hơn nha các bạn. Rồi, qua video ngắn này mình mong rằng các bạn có thể áp dụng thành công theo cái hướng dẫn của mình nha, để các bạn có thể cài Windows 11 phiên bản 2 được nhanh hơn. Mình rất mong nhận được sự ủng hộ của các bạn. Các bạn hãy ủng hộ cho mình nha, bằng cách đơn giản là các bạn hãy bấm nút like cho video này, và các bạn bấm nút đăng ký chia sẻ kênh YouTube VC để ủng hộ cho mình nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều.